Ok các bạn ơi, thì clip hôm nay mình sẽ làm là đi làm phiền người lạ nha các bạn nhá. Đấy, mình sẽ xin chụp ảnh, nghĩa là làm đủ mọi thứ để người ta thấy phiền phức và người ta sẽ tức hoặc là vui vẻ với anh mình nhá. Đấy, các bạn mà yêu quý mình ấy, thì nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em mình, để em mình đạt được 90.000 người đăng ký nhá các bạn nhá. Ok, bây giờ em mình sẽ đi thôi. Bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục ra làm phiền người lạ nhá. Đây các bạn đi theo mình. Cho 10.000 thì cầm vậy, cho 5.000 thì không lấy. Tôi cho có 5.000 thôi. Để cho mày 5.000 nữa. Tao cho mày. Nó ở cái tập. Tao cho mày. Cho 5.000 thì không cho ạ. Tao không lấy. Thế thì cho 20.000 phải chụp ảnh cho kiểu nhá. Rồi cho phải. Chụp ảnh nhá, chụp kiểu ảnh nhá. Chụp kiểu ảnh nhá. Chụp ảnh xong rồi mình cho tiền. Nào chụp ảnh. Chụp cho 20 mít lấy. Nào. Bắn tim nhá. Bắn tim đi. Cho thằng này bắn tim đi lấy 20. Đây 20 của ông đây, bắn tim nào cái. Nào bắn này. Nào bắn tim. Nào. Đây bắn tim. Rồi. Rồi. Đây cho ông nốt cả 5.000 nữa. À mà thôi ông lấy 20 thôi. Đây cho ông nốt cả 5.000 nữa. À mà thôi ông lấy 20 thôi. Ông nốt cả 5.000 nữa. À mà thôi ông lấy 20 thôi. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Thì đây là chuyên nghiệp đấy. Ở đây rồi. Anh ơi. Này. Anh ơi, em quay video đùa anh đấy. Anh ơi. Em đang quay video đùa anh nhờ. Em quay video đùa em anh nhờ. Đùa mà, có gì anh thông cảm nhá. Vâng, em xin lỗi nhá. Em chết cha bây giờ. Chị ơi, em nhờ lại anh. Cho em xin chụp ảnh chị gái. Tắt cái máy đi, cho em xin chụp ảnh chị gái. Đó. Em thì em quý chị nào, chị cười lên nào, cười. Chị thả tim đi. Chị thả tim gái, bắn tim quả. Chị nhả hai, thế này. Thế này là hai rồi, thế này là hai tay chéo nhau. Ôi, rồi. Tim kiểu nữa nào. Nào, từ từ nhá, cho kiểu này đi. Từ từ nhá, kiểu nữa đi, cho nhau. Thằng là tim kìa, tim kiểu này. Đây. Rồi. Nào nào, kiểu lưỡi nhá. Đây cho em kiểu lưỡi này đi. Nào, đây. Có bận gì đâu mà chị, Nào kiểu nào nữa đi, anh Hoàng lên ngồi xe đầu xe đi. Nào, cầm em ạ. Đấy, cầm em ấy, nào chụp. Mày bị điên à? Cầm em, nào chụp. Nào. Tim đi, ôi giời. Tim nào, đây. Tim. Rồi, tim thế được rồi. Nào, tim. Rồi, nào tôi lau lưỡi nào. Hai ba kiểu nhai đi. Nào, đấy đúng không? Úi rồi. Hai ba nào, rồi. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Chúc chị bán được nhiều áo, quần áo các loại nhá. Đây. Ôi, đồ. Quá. Cho anh nhá. Em về một việc này. Người chụp một kiểu đây. Thả tim. Nào, thả tim. Ráng việc gì cho anh một cái cười mà nó ra cười nha. Thoải mái nè. 2, 3, cười.
mạnh lên. Em đi. Lên đi. Đi kìa. Đi ba mày con, đi ba mày tao lấy mày. Đi kìa. Về đi. Kinh người thối thế. Ok các bạn ơi, thì video của em mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay, cho mình một like này, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em mình nhá. Để em mình đạt được cái lút bạc trong vòng tháng này nhá các bạn nhá. Và các bạn có ý tưởng nào thì hãy comment ở bên dưới để em mình thực hiện các ý tưởng của các bạn nhá. Ok, bye bye các bạn.